Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em một con dao cắt và một cái bộ loe của Nhật anh em nhé. Thì con dao cắt này nó cắt từ cỡ 3 đến 32 này, made in Japan này. Bây giờ tôi sẽ demo cắt thử cho anh em xem luôn nhé. Đấy, chúng ta sẽ bắt đầu cắt này. Con này thì lưỡi nó siêu mỏng, vì vậy thì cắt nó sẽ để lại ít vía hơn so với các cái con mà đang có trên thị trường anh em nhé. Đây, anh em nhìn này, lưỡi cắt thì coi là đẳng cấp, khỏi phải chê luôn. Đấy, ok chưa? Bây giờ tôi sẽ tiến hành loe luôn, không cần lấy vía luôn anh em nhé. Để xem khả năng cái con này nó loe như nào. Tiến hành loe đây. Ok, khá là nhẹ nhàng anh em nhé, nó cũng không có cái gì gọi là quá nặng nề hay là phức tạp cả. Hàng Nhật thì chất lượng thì khỏi bàn rồi. Đây là cái mũi sau loe anh em này. Rất là đẹp luôn anh em nhé, tròn vo. Riêng cái ông 6 thì loe khỏi phải nói luôn. Đây, cái bộ loe này là bộ loe của Sapper anh em nhé. Thì made in Japan này. Và trên thanh loe cũng có cả made in Japan này. Đấy, cái bộ này 100% sản xuất tại Japan. Thì bộ này cũng đang rất là giá rất là tốt cho anh em nhé. Thì anh em nào cần cứ comment thì bên em sẽ báo giá. Đấy, xin chào anh em nhé.